Lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank, 26 tháng 3 năm 1988, 26 tháng 3 năm 2018, đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu ngân hàng đồng hành cùng nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng nông thôn cũng là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro nhất do ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, khí hậu và thiên tai. Là ngân hàng chuyên doanh cho khu vực kinh tế này, Agribank cũng phải đối mặt với những khó khăn, rủi ro. Và trên thực tế, ngân hàng cũng đã không ít lần chịu ảnh hưởng trước những thất bát của ngành nông nghiệp. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank đã và đang góp phần tạo nên thành tựu kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giảm tỷ lệ đói nghèo, đặc biệt đã phân bố được thành quả của công cuộc đổi mới ở Việt Nam đồng đều và sâu rộng cho tất cả các tầng lớp, dân cư, các vùng lãnh thổ, từ vùng núi cao tới hải đảo xa xôi, bằng việc trao niềm tin và gieo đồng vốn để lực lượng lao động đông đảo nhất trong xã hội có thể đầu tư công sức gặt hái thành quả, đã giúp Agribank chiếm trọn được tình cảm và lòng tin của khách hàng và cộng đồng. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao huân chương lao động hạng nhất tặng tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Agribank đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.